Hello các bác nhá. Hiện tại thì em đang có mặt tại gần cửa hàng các bác ạ. Hôm nay em đến đây để nâng cấp cho bác khách ruột một cái con vang số các bác nhá. Hôm qua em vừa lên sóng phát xong bác nhắn tin là bảo là chốt luôn. Em cứ tưởng trêu các bác ạ. Cứ tưởng trêu nhưng mà bác chốt luôn một con vang số K900 Pro các bác nhá. Giá cực kỳ hợp lý, cực kỳ tốt. Và tủ máy thì anh hiện tại đang sử dụng một con micro CF Mi 9, một con vang số K900 Pro. Và con cốt đây thì mai anh dùng để anh đánh bàn nhé. Và một con đẩy BVK8. Đấy, một con đẩy BVK8. Anh chơi nguyên luôn là hai đôi loa. Đấy, hai đôi loa này bắt 50 các bác nhá. Đôi loa full này nó là bắt 50. Tép thì anh chế của dòng loa Array sang. Đấy, và một đôi súp thành phẩm bên em. Đôi súp cao 90 các bác nhá. Và bây giờ thì em mời các bác cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm bộ dàn sau khi bên em đã căn chỉnh. Đấy, nhà anh đây gọi là ở xưởng thôi. Ở xưởng thanh chốt rất là nhiều, anh chuyên làm sự kiện to các bác ạ, sự kiện trường hàng các bác nhá, sự kiện trường hàng, bác nào có nhu cầu thì alo ngay cho BM. Đấy, và đây chỉ gọi là bộ, gọi là không gian nhỏ, anh mang đi anh làm những không gian nhỏ, không gian đám bé bé, còn anh có một bộ to lắm các bác ạ, có cả Midas 32R vứt trong kia các bác kìa. Ok, bây giờ thì mời các bác cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm các bác nhá.